Kênh bị bóp tương tác do bị đánh giá một sao thì có nên bỏ không? Ai bảo mấy bạn là bị đánh giá một sao thì bị bóp tương tác vậy, còn vả mồm nói. Mẹ cứ bị đánh giá một sao lại đổi kênh một lần, thế thì chắc là mình phải đổi mẹ không biết bao nhiêu kênh. Chuyện đánh giá một sao là chuyện rất bình thường, nó chỉ là một cái feedback của khách hàng thôi. Cái feedback này không nhằm mục tiêu bóp bạn, không nhằm mục tiêu làm cho bạn không kinh doanh được, mà chỉ nhằm mục tiêu là nhắc nhở để bạn tối ưu hóa, để bạn bạn biết là bạn đang sai ở đâu. Nó giống như kiểu như này, anh em học xong một cái khóa học của Nho về, xong anh em feedback lại cho Nho: ở Nho anh thấy khóa học của em nội dung kiến thức là hơi sơ sài nhé, anh thấy là tụi support của em nó hơi lười nhé, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà anh em feedback lại cho mình như vậy, không phải là có phải là anh em trách mình đâu, nếu trách anh em mà đòi tiền luôn đúng không ạ, mà là để cho mình thay đổi đúng không ạ. Thì cái đánh một sao ở trên sản phẩm nó cũng như vậy, khách hàng người ta cũng chỉ muốn đánh giá một sao để giúp mình tốt lên thôi. Thì câu chuyện là mình phải xử lý cái điều đó, chứ còn lại là mình lại đi lập kênh mới thì chịu, lập 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 đến bao giờ nữa. Thông thường thì các bạn lập kênh mới, các bạn nên để các bạn lập kênh mới, các bạn nên có một cái số lượng follow nhất định, khoảng tầm 3-4 nghìn follow gì đó đi, thì các bạn bắt đầu chuyển sang bán hàng thì nó sẽ ok hơn.